Thưa quý vị, từ ngày hôm qua thì thông tư số 04/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội chính thức có hiệu lực. Về tiếp nhận tiền công đức tài trợ thì thông tư quy định phải mở tài khoản tại kho bạc nhà nước hoặc là ngân hàng thương mại để phản ánh về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử. Về tiếp nhận tiền mặt, phải cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Đối với tiền trong hòm công đức, định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần sẽ thực hiện việc kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận. Còn đối với số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại kho bạc nhà nước hoặc là ngân hàng để bảo đảm việc quản lý an toàn, minh bạch các khoản công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đã tiếp nhận. Tiếp nhận kim khí quý, đá quý sẽ phải mở sổ ghi tên kim khí quý, đá quý và giá trị tương ứng theo tài liệu do tổ chức cá nhân hiến tặng cho cung cấp.